Con này mình chọc lên cây á, không nữa mình chọc cái cây của hôm nay tụng ta sợ chờ thao nô mô lúa thế này cha nhìn thông hiểu chỉnh chó này dâu ha dâu hả chỉnh chỉnh mà chỉnh căng to mà nhiều chỉnh chắc cha thế họ nón tàu ca rõ chờ lâu nữa mà chỉnh cà pao chỉnh cà pao rồi mà bài bảo là cái mũ này là nó như này đúng không là của ông chỉnh lúa thế thì thông hiểu chỉnh chó bà ơi có cái vỏ không có cái vỏ của con dao một lúa năng mùa có lúa năng nó rất sữa ấy cả cháu ấy cháu giàu đi làm công ty hết rồi đủ lúa năng lúa lá ủa lúa năng lúa cà lẹ lúa cao cỏ nhiều mà rất chính đấy được đấy nhỉ cái này của ông chỉnh làm mà hay của người khác làm nó là mì ua là chỉnh ua lúa năng à lúa năng cả chưa giờ giờ chỉnh ua cái mỡ ít lúa giờ giờ lâu quá sao cái vỏ nó vỏ cỏ nhà nó vừa cái dao chỉ đu vào thôi cái vỏ không phải vỏ của ông bao cái bao nó còn không phải của ông chính đúng hình như không thấy không có nhỉ hình như không có không phải được rồi đấy nhỉ quay mình cái gì nào mì trang là chấm bông là chả số ấy mì trang chả số mì trang chả số ờ mì trang chả bọc tay à chả số ấy sầu sứ cái phổ thông nó là phổ thế chứ là vậy chứ là phổ chứ thế chứ mua vậy chẳng cái yếu chẳng cứ chỉ đầu cái mồm ra hở ra hở thì sợ ấy là ấp có thể là không bao gì cả không đúng kiếm đúng rồi không phải cần kiếm mỏng quá. Do cú nên không muốn sửa mới. Nó hay học do. Nó mỏng quá cái mùi tơi nó khó tơi quá cùng đi cùng lại tơi mới phá thì nó hỏng rồi cái này nhanh nhanh quá nó dày đi thôi. Thẳng thế này là được thẳng rồi đúng không chú? Thẳng rồi. Bây giờ chú đang sửa cái phần cán. Bây giờ sửa đến phần cán dao, một bên cao một bên thấp này. Đấy các bạn nhìn này. Thank you.
Vít đó.